Dạ, vườn Tú Chiền xin chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Tú Chiền Bonsai giao lưu cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay nhà vườn Tú Chiền sẽ giao lưu đến quý cô chú anh chị những tác phẩm như là sâm nướng trái và mai chiếu thủy trung nu và một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Thì rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị em gần xa. Địa chỉ nhà vườn ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0836465237, số Zalo cũng là số này. Mở đầu clip là một cây mã số 1 là một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Dòng này là dòng nu mặt khỉ nha quý cô chú anh chị. Nè, những cái cây này nó già mặt khỉ không phải gò cong này, mặt khỉ da đen này nu mặt khỉ nuôi da đen lá lớn nha quý cô chú anh chị. Nu quên nè. Cây này thì nó liền lạc cây lắm quý cô chú anh chị. Cái sẹo ở trên đọt thì bằng một cái tay chỉ này xong cái đầu ngón tay này nhân quý cô chú anh chị để chỉ vô cho quý cô chú anh chị xem nha. Tí tí này xong rồi. Đây là quý cô chú anh chị, còn có một tí nữa là xong rồi. Tí nữa là liền sẹo nha. Cây có chiều cao 45. Cây có chiều cao là 45. Tán 46. Tổng cái tán là 46. Vị trí này. Đo hoành vị trí này là 43 nha quý cô chú anh chị. Đế 58. Còn cái bộ đế của nó là 58. Cây đang ở chậu thì dài 30. Cây hiện tại đang ở trong cái chậu lọt lòng đường kính 30. chiều dài của nó là 30. Ngang 25. Chiều ngang là 25 nha quý cô chú anh chị. Đây, quý cô chú anh chị xem cái thân của Nâu nó cục nè, cục cục nó già nó nu rồi nè. Đó. Nâu mặt khỉ nó chùm chùm nữa. Nu mặt khỉ nó chùm chùm nha quý cô chú anh chị. Liền lạc cái nè. này Cây nó liền lạc cây lắm. Nâu. Đây tay cầm nó đi cũng rất là chuẩn cây nha quý cô chú anh chị. Chặt như vậy làm này quý anh chị. Ngày Còn cuối cái để nó chặt cho nó cái gọn lại rễ này mình chặt đang cho ép chậu cái rễ này ép chậu đang cho nó gọn lại nha quý cô chú anh chị mà đang bao cuốn rất là mạnh nha. Cây mã số 1 là cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn thì giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 3 triệu 600 ngàn bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép xuống cây ạ. Tiếp theo là mã số 2 là một cây mai chiếu thủy trung nu nhân quý cô chú anh chị. Cây này thì nó liền sẹo hết rồi nhân quý cô chú anh chị. Là từ trên tới dưới nó liền lạc cây lắm, nó liền sẹo luôn. Đây quý cô chú anh chị xem cái cây cho nó dàn rõ nha. Cái dàn xương của nó nè quý cô chú anh chị. Cốt cành. Cái cốt cành của nó thì cũng đều nha. Đây, cái dàn xương thì mịn nha quý cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị xem nha. Cây nó liền sẹo nè. Chiều cao của cây là nó 19. Cây có chiều cao là 19. Tán 29. Tổng cái tán là 29. Vị trí là 24. Cái hoành vị trí là nó 24 nha quý cô chú anh chị. Còn tổng cái bộ đế đặc của nó là 37. Cây hiện tại đang ở cái chậu chiều dài 22. Cây hiện tại ở trong cái chậu lọt lòng đường kính chiều dài của nó là 22. Ngang 18. Chiều ngang là 18. Cốt cành bằng ngón chân cái cốt cốt cành số 1 của nó bằng ngón tay cái nha quý cô chú cái, ngón chân cái. Bằng ngón chân cái nha quý cô chú anh chị đây to mà, tay to nha không to có bằng gì là phải tay cái rồi. Rồi mã số 2 giá 2 triệu 400 ngàn. Cây mã số 2 là cây mai chiếu thủy trung nu giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 2 triệu 400 ngàn bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Cây mini để bàn, cây
Rất là có duyên nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 3 là một cây mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú anh chị. Cây này nó cũng liền sẹo hết rồi nha quý cô chú anh chị. Sạch thẹo hết rồi. Nó sạch thẹo rồi. Đây, quý cô chú anh chị xem cái cốt cành của nó đây. Cốt cành lớn nha. Cái tàn thì mịn nha quý cô chú anh chị. Nè. Sạch kém rồi, còn giờ cái xương dần giờ cái xương thì sạch Cây này kém thì mình nhà vườn mình gỡ kẽm rồi, chỉ còn có mấy mấy cái xương nữa thôi, chứ là mấy cái cốt lớn nó mình gỡ kẽm hết rồi nha quý cô chú anh chị. sắp sạch kém rồi. Chiều cao 21 Cây có chiều cao là 21, tháng 28 tổng cái tán là 28. chí là 20 Đo vành vị trí này là 20 nha quý cô chú anh chị. Bệ đế lớn nha quý cô chú anh chị. 45 này. Bộ đế của nó là 45. Đế chải rất là đều nha quý cô chú anh chị cái nào. Đế liền lạc nên đế lắm. Cần ngón tay trái này. Cái cốt cành số 1 của nó thì bằng cái ngón tay cái nha quý cô chú anh chị. Cây nó già cây thế nào. Cái tàn thì rất là mịn nha quý cô chú anh chị. Đây. Cây thì nó thuần chậu rồi. Cây mã số 3 là cây mai chiếu thủy ở Trung Nu. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 2 triệu 100 ngàn. Bao phí ship, toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 4. Cũng là cây mai chiếu thủy ở Trung Nu nữa nha quý cô chú anh chị. Xương dâm rất là mịn. Cây này thì cái xương dâm của nó rất là mịn nha quý cô chú anh chị cây nè. Dày đặc hết rồi. Cây nó xương dâm dày đặc hết rồi. Cây này nó có bộ đế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị nè. Đế nó lên chạy rất là đều nha. Chiều cao 26 Cây có chiều cao là 26. tổng tán 38 Tổng cái tán là 38. Đo hoành vị trí này nó 35 nhân quý cô chú anh chị. tổng đế 49 Còn tổng cái bộ đế của nó là 49. Bộ đế đặc của nó nha quý cô chú anh chị. Cm. Cốt cành số 1 của nó là 10 cm nha quý cô chú anh chị. Cái này chú còn có thẹo lên tí. Cái cây này thì nó còn cái sẹo ở trên Ngón tay. cái đọt này nha quý cô chú anh chị. Đây. Ngón tay đây chỉ vô. trong Ngón cái tay chỉ vô. sẹo của nó thì bằng cái ngón tay nha nha quý cô chú anh chị nè, đang bao cuốn rất là mạnh nha. Ngón tay chỉ vào. Đây quý cô chú anh chị xem cái cốt cái cành của nó nha. Đây. Xương dâm thì dày đặc hết rồi. Xương dâm thì dày đặc nha quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị thì xem kênh yêu thơ thích cây nào thì ủng hộ cho nhà vườn Tú Chiên. Liên hệ qua số điện thoại 083 6465 237, số Zalo cũng là số này. Thì cây mã số 4 là cây mai chiếu thủy Trung Nu. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 4 triệu 200 ngàn. Bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ, xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 5 là cây xanh núi trái nha quý cô chú anh chị. Cây Nó xanh núi trái thì cái hiện tại to nó nó sẽ cũng bé đang quá. mang trái non nha, rồi một trái to của nó đây. Đó, trái chùm chùm như gì nha quý cô chú anh chị. Cái non rất là Trái non thì rất là nhiều quá nè. đây, cái to này. Còn ở đây trái to của nó nè quý cô chú anh chị, trái chùm chùm trong bóng rồi nè. Đó. Trái nó ăn nó hơi chua Chùm chua. chùm
chùm như là chùm trái là trời mồi như chùm hạt tiêu vậy nha quý cô Trái chú bắt anh chấp chị coi cũng nè, nhiều lắm mà tại nó mình nhiều cư lắm, sĩ. cây thì nó già cây lắm quý cô chú anh chị, Cây này có chiều cao là 31. cây có chiều cao là 31, Tán 58. tổng cái tán là 58. Còn ở đây 13. Cái hoành ngay trang vị trí này là 13 nha quý cô chú anh chị. Như Cây thì già nó cây mình già, không cây có cây sẹo nè nó dít lên sụ nè, mà cây nó không, liền lạc, cây nó không có không có sẹo sẹo dít dít gì. gì hết nha quý cô chú anh chị. Bộ đế là Còn 49. tổng cái bộ đế của nó là 49. Đó, nguyên cái bộ đế của Giờ nó nè. ra cây lên sù hết. Đó. Đây, Rồi mặt tới sau dưới của nè. nó sù nè quý cô chú anh chị. Đó, từ trong ra ngoài nha. Thân rất lượng Đây, trống. nó có cái thằng lắc lượng nha quý cô chú anh chị. Xanh núi trái. Cây mã số 5 là cây sâm núi trái. Vô lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1 triệu 300 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Cây này thì nữa quý cô chú anh chị chốt hàng về mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng giá trị nha. Nhà vườn mình chưa có ép kịp nha. Quý cô chú anh chị thông cảm. Dạ, xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 6. Cũng là cây sâm núi trái nữa nha quý cô chú anh chị. Cây này Đang thì trái hiện non cũng tại đẹp á. đang mang trái non nè, từ dưới lên tới trên nha quý cô chú anh chị. Cây này Siêu trái trái của nó nè. Gọi là đều cây hết nha, siêu trái nha quý cô chú anh chị. Nó sức trái luôn rồi nè. trái miễn bàn. Trái đều hết. Siêu trái mỗi đọt mỗi trái mỗi chùm. Cây chiều cao 30. Cây có chiều cao là 30. Tổng tán 67. Tổng cái tán là 67. Hoành vị trí này 20. Hoành vị trí là 20 nha quý cô chú anh chị. Bộ đế 31. Còn tổng cái bộ đế của nó là 31. Để sớm lên. Cái độ sởm của cái rễ này bằng đo. Rễ rất là đều nha quý cô chú anh chị. Cây thì nó già cây lắm. Nó có cái thằng lửa lắc lượng cũng rất là duyên. Đây, quý cô chú anh chị xem cái thằng của nó nè, lắc lượng nha. Cây mã số 6 là cây sâm núi trái, giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 1 triệu 800 ngàn, bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ, xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 7, cũng là cây sâm núi trái nữa nha quý cô chú anh chị. Cây hiện tại cũng đang mang trái nha, đang mang trái non đây. Nó mới nhú ra rất là nhiều. Cây này nó mới nhú ra thôi. Cây này thì nó già cây nè, nó xù từ trong ra ngoài luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, ra tới cành luôn đây nè. Cây này thì nó có bộ đế chân dài nha. Mấy cái non. Đây, chùm của nó là đây, cái trái Lộn to của con nó như trái. gì nha quý cô chú anh chị. Chỉ còn có vài chùm thôi. Còn hiện tại thì đang nhú ra trái non rất là nhiều. Chiều cao của cây là 33. Cây có chiều cao là 33. Tổng tán là 71. Tổng cái tán là 71. Tao có hoành vị 19. trí nè, 19 nha quý cô chú anh chị. Rễ sởm nữa này nè. Còn cái độ rễ sởm của cái cây này là 19 xem. nó 19 cm, cái chân Chân dài của dài. nó là 19 cm. Em bé chân dài quá, chân Đây. dài. Rễ to Đó. to. Rễ rất là lực nha. Cô chú lấy cái chậu đẹp ép vào là cực kỳ luôn. Quá đẹp luôn. Quý cô chú anh chị chốt hàng thì Cái nữa đường thân về mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng với chị nha. đường Cây này thân nó lượng nó đẹp có lắm. cái đường thân co lắc nó lượng đó nè, rất là duyên nha quý cô chú anh chị. Nó có cái bộ đế cũng rất là quái nè. Cây mã số 7 là một cây sâm núi trái, giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 1 triệu 700 ngàn, bao phí ship toàn quốc ạ. Dạ, xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 8,
cũng là cây sâm núi trái nữa nha quý cô chú anh chị. Cây sâm núi trái này hiện tại thì nó đang mang trái to nha, và trái nó nhú ra cũng rất là nhiều, và trái của nó là quý cô chú anh chị, nó chùm chùm như là chùm hạt tiêu chứ chùm trái chồi mồi nha quý cô chú anh chị. Cây nè, trái nó chùm chùm thấy thương lắm, trong bóng rồi nè, cứng cây hết, đều cây hết nha quý cô chú anh chị. Đó, đây cái trái nó ăn cũng được, nó hơi chua chua. Đây quý cô chú anh chị, xay cây nè, đều cây nhiều lắm quý cô chú anh chị, nói tóm lại đều cây nha, nè nhiều lắm quý cô chú anh chị, để nó canh chua được. Đây quá chừng đây nè, đẹp lắm quý cô chú anh chị đó, chiều trái rồi, chiều trái nha quý cô chú anh chị. Hết. Cây thì nó già, cây đế thì lực lắm, chiều cao 35. Cây có chiều cao là 35, tán 52. Tổng cái tán là 52. Cây nó già nó xù nè quý cô chú anh chị. Thân vị trí này 21. Cái vành nào thân vị trí này nó 21 nha quý cô chú anh chị. Xù nè. Sẽ già nó xù nè quý cô chú anh chị. Đó, cây nó già nó nu nè. Đẹp lắm. Ủa đế rất là duyên nha. Nè, đế chị hình đều lắm. Cây này thì nữa quý cô chú anh chị chốt hàng về mua cái chậu đẹp ép vào, cây nó tăng giá trị ngay. Cây mã số 8, cây là cây sâm núi trái, giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.700.000, bao phí ship toàn quốc ạ. À. Cây này là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay, thì nhà vườn Tú Chiền xin chân thành quý cô chú anh chị xem kênh, đăng ký kênh và ủng hộ cho nhà vườn Tú Chiền trong thời gian qua. Nhà vườn Tú Chiền xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ. À.